Bước 1. Với người dùng phê duyệt giao dịch bảo lãnh online lần đầu, người dùng click vào giao dịch phát hành bảo lãnh online cần duyệt. Hệ thống sẽ tự động hiển thị đường link để người dùng thực hiện download và cài đặt plugin VNPT hỗ trợ ký số trên eFast. Người dùng lựa chọn phiên bản VNPT CA plugin mới nhất ở trên cùng để tải về máy và tiến hành cài đặt. Lưu ý lựa chọn phiên bản phù hợp với hệ điều hành máy tính. Sau khi cài đặt thành công, hệ thống sẽ hiển thị plugin đã sẵn sàng. Với các giao dịch sau, người dùng không cần thực hiện bước cài đặt plugin này. Bước 2. Cắm token chữ ký số. Click vào số giao dịch cần duyệt để xem thông tin chi tiết của giao dịch và file đơn đề nghị kiêm phụ lục hợp đồng cấp bảo lãnh. Thực hiện download và rà soát các thông tin. Trường hợp thông tin chưa chính xác, người dùng click nút từ chối để từ chối giao dịch. Trường hợp thông tin đã chính xác, người dùng cắm chữ ký số dạng USB vào máy tính cá nhân dùng để ký số. Tích chọn xác nhận đồng ý điều kiện điều khoản trên giấy đề nghị kiêm phụ lục hợp đồng cấp bảo lãnh. Sau đó, ấn nút kiểm tra chứng thư số. Lựa chọn chứng thư số để xác thực thông tin. Hệ thống sẽ xác thực chứng thư số, đảm bảo tính hiệu lực và cấp đúng chứng thư số đã đăng ký với ngân hàng. Sau khi xác thực thành công, người dùng kéo xuống cuối trang, ấn nút ký số để thực hiện ký số. Bước 3. Sau khi hoàn thành ký số, người dùng tiếp tục ấn nút phê duyệt để thực hiện phê duyệt. Đối với giao dịch phát hành bảo lãnh online, người dùng chỉ được phép phê duyệt riêng lẻ. Bước 4. Chọn phương thức xác thực phù hợp, KeePass, Vietinbank OTP. Nhấn nút chấp nhận để chuyển sang màn hình xác thực giao dịch. Sau khi xác thực thành công, eFast sẽ trả kết quả tại màn hình kết quả. Cảm ơn bạn đã quan tâm theo dõi. Giải ngân và phát hành bảo lãnh online 100, giải pháp tiên phong từ Vietinbank. Vietinbank, nâng giá trị cuộc sống.